Symbiote Venom đã cứu sống Peter Parker như thế nào? Harry sẽ mang Peter về để chữa. Chữa bằng cách là cho Symbiote nhập vào Peter để Peter có thể sống. Mình nghĩ là như thế. Chính xác rồi. Chính xác. Chính xác rồi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em không biết, tớ không biết.